chuẩn bị đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV2.vn và các kênh của đài truyền hình kỹ thuật số VTC1 và VTC3. Trong ít phút nữa thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những không khí trước khi bước vào trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Trước khi đến với những diễn biến của trận đấu này, mời quý vị và các bạn cùng nghe ít phút quảng cáo. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế, thiếu ngủ à? Thực phẩm chức năng có thành phần chính là hợp hoan bì kết hợp với các thảo dược khác có công dụng giúp giữ
giảm căng thẳng.